Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi buổi hội luận cà phê đá của chúng tôi vào sáng thứ năm. Thưa các bạn, đề tài mà chúng tôi chọn sáng hôm nay đó là tĩnh tâm, một đề tài xem ra không phù hợp với hội luận cà phê đá. Nhưng thưa các bạn, sở dĩ là sáng hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài này tại vì trong tuần qua, trong tổng giáo phận Sài Gòn có một sự kiện đặc biệt, đó là tất cả các linh mục, quản sứ, cha xứ đấy đều phải đi tịnh tâm hết. Vậy thì các linh mục hàng năm là có một cái khóa tịnh tâm, rồi những người công giáo hàng năm vào mùa chay hay là mùa Giáng sinh đều có những cái ngày mà tịnh tâm chung như vậy đó. Thì về mặt công giáo á, cái tịnh tâm đó sẽ giúp được gì cho đời sống cộng đoàn tôn giáo của họ vậy? Trước tiên thì chúng ta phải đi về cái truyền thống để chúng ta thấy cái đã nè. Tức là ngày xưa thời công vụ tông đồ đó, thì vấn đề tĩnh tâm không được đặt ra rõ ràng lắm. Nhưng mà bắt đầu thời sau thời các giáo phụ đó, khi bắt đầu giáo hội công giáo được trở nên một tôn giáo lớn và nhiều nước trên thế giới đã nhận công giáo làm quốc giáo nữa, nên cái vấn đề yếu tố xã hội nó xen vào đời sống con người ta một cách quá đáng. Và bắt đầu từ trong bối cảnh đó xuất hiện ra cái lối tu trì đầu tiên là độc tu, tạm thời phải thoát ra khỏi một cái thế giới đang xô bồ nha, và hình thành đến đời tu. Và cái đời tu đó bắt đầu bây giờ những người không đi tu hoặc là những người vừa đi tu mà vẫn phải làm việc, thì họ mới buộc với nhau là phải có một quỹ thời gian để mình dừng lại. Thì hiện nay trong giáo luật đó, là tất cả các tu sĩ của các nhà dòng thì phải có 8 ngày, phải có 8 ngày tĩnh tâm. Thì có những nhà dòng họ lấy suốt 8 ngày từ ngày 1 đến ngày 8. Có những nhà dòng thì họ làm 2 kỳ, 4 kỳ cho ngày này, 4 kỳ cho kỳ sau. Ở các giáo phận thì hầu hết là cũng 8 ngày, nhưng mà 4 ngày sẽ tập trung các linh mục trong một giáo phận lại, và 4 ngày còn lại thì để cho các linh mục tự sắp xếp trong hạt hoặc là riêng với cộng đoàn nhỏ của mình. Và mục tiêu chính yếu của những kỳ tĩnh tâm đó theo giáo luật đó, đây là cái bổn phận của đức giám mục phải tổ chức, và đã là quyền lợi của linh mục và giám mục phải làm. Do vậy đó, đây là một cái cơ hội để cho các linh mục được tỉnh lại để đối diện với chính cái nguồn mạch sự sống của mình là Chúa Kitô. Đó là cái quan niệm của Công giáo. Rồi có những cái hình thức khác giống như là luyện khí công, rồi giờ tập yoga và tập thiền, thì những cái hình thức đó nó có gần với tịnh tâm không, của người công giáo không? Về các cái phương pháp như là yoga, thiền, khí công, trước tiên chúng ta phải nói rằng là những cái phương pháp về nguyên thủy đó thì nó đã có từ lâu đời lắm rồi, và có thể nó có trước truyền thống Kitô giáo. Có thể có chiếc truyền thống Kitô giáo. Nhưng nói đến yoga, đến thiền, đến khí công thì gần như là chúng ta phải nói chính xác là thiền theo phương pháp nào, khí công theo phương pháp nào, yoga theo phương pháp nào, chứ mình không thể dùng chung chung được. Vì cùng là yoga đó, cùng là thiền đó, cùng là khí công đó, nhưng các phương pháp có thể nó đối nghịch với nhau. Nhưng nhìn giúp cho con người ta quán chiếu theo một cái ý tưởng, hoặc theo một cái dòng hơi, hoặc theo một cái giả định nào đó nha. Và tùy theo cái vị thầy của phương pháp đó thì sẽ dẫn dắt cái người tu tập đi theo. Ở đây có một cái lưu ý, có một số người cho rằng là nếu mình là người công giáo thì mình thiền theo kiểu công giáo, nếu mình là người Phật giáo thì mình thiền theo Phật giáo. Cái đó là một cái cách nói không chính xác, không chính xác. Bởi vì trong công giáo không có phương pháp thiền, không phương pháp thiền, mà công giáo có một phương, có những phương pháp khác để giúp người ta cầu nguyện. Nên khi chúng ta tập những phương pháp như yoga, như khí công, như thiền, để như là một cách để rèn luyện sức khỏe trong một mức độ nào đó thì có thể được. Nhưng khi bắt đầu thấy có dấu hiệu tha lực, tức là cầu xin, cầu khẩn, tức là không phải do tự cái sức của mình á, thì lúc đó nó thuộc về cảnh giới tôn giáo, thì người công giáo phải chú ý, người công giáo phải chú ý. Còn nếu mà bình thường nó chỉ cái vấn đề là
hoán chuyển những yếu tố nội sinh, nội lực, thì cái đó nó tạo lên sức khỏe. Như vậy thì nếu mà so sánh giữa cái chuyện tịnh tâm với cái chuyện tập yoga hoặc là khí công, thì cái điểm mà nó khác biệt hoặc là điểm khác biệt rõ nét giữa hai cái điều đó là cái gì? Cái điểm giống nhau của hai cái trước đi, tức là cần có một cái khoảng thời gian nhất định để mình làm cái việc đó, tức là phải đầu tư một khoảng thời gian nhất định, là cái giống nhau như vậy. Còn cái khác nhau á, nếu chỉ xem như là một phương pháp thể thao thì cái yoga, cái thiền và cái khí công nó là cái cách để luyện tập sức khỏe, tức là luyện hơi, luyện khí, luyện ý, và nó tạo ra sức lực cơ bắp và sức lực ý chí. Còn trong tĩnh tâm, tĩnh tâm nếu mà của Phật giáo đó, tức là giúp người ta trở về với cái cõi sâu thâm thẳm của cái tánh, của cái tánh người hoặc là tánh Phật trong con người nha. Còn riêng với Công giáo á, tĩnh tâm đó là cái sự nối kết, như thể làm lại một con cầu, một cây cầu giữa Thiên Chúa và con người, để làm sao Thiên Chúa có thể tự do đến với con người và con người có thể tự do đến với Thiên Chúa và không bị ngăn cản nào cả. Bởi vì người Công giáo có một cái lời nguyện rất là quan trọng, ngày nào người Công giáo cũng lặp đi lặp lại, đó là xin cho ý Cha thể hiện dưới cũng như trên trời. Tức là cái cầu đó nó phải không có gập ghềnh, nó không bị những tảng đá cản đường, nó không bị ngăn trở, để Thiên Chúa có thể đến với con người trong mọi ngóc ngách, và ngược lại con người cũng có thể đến với Thiên Chúa và ở lại với Thiên Chúa. Thì cái tĩnh tâm Công giáo đó là cái hình thức như vậy, nó làm cho một cái con cầu, cái cầu được thông suốt cho hai bên, để nhờ đó người giáo dân có thể đón nhận được ơn Chúa và kế hoạch của Chúa ngay trong giây phút hiện tại, và Thiên Chúa có thể xung công mình vào chính thân phận con người để cứu độ thế giới. Như vậy thì cái chữa mà tịnh tâm và thiền hoặc là yoga thì đều là một cái rất cần thiết cho cái đời sống của chúng ta, đặc biệt là trong cái xã hội của ngày hôm nay có quá nhiều vấn đề xô bồ phức tạp, dường như là con người cứ ngày càng chạy theo, cứ ruột đuổi hoài mà không có một cái điểm dừng lại để trở về với chính mình. Vậy thì cái chuyện mà tịnh tâm đó, làm sao mà có thể nói cho mọi người hiểu được cái giá trị của nó, để mà cộng đồng hoặc là người ta có thể tham dự vào những cái khóa tịnh tâm, hay là cách nào để giúp cho người ta đi vào trong cái chuyện tịnh tâm đó? Về cái tịnh tâm phải nói rằng là về mặt công phu á, là chúng ta phải biết ơn dòng tên. Các cha dòng tên có lần tôi hỏi các ngài cái nào là cái đặc trưng để nói lên dòng tên, thì một cha giáo ở dòng tên nói với tôi như thế này nè: hiện nay dòng tên đang bị mọi người hiểu lầm, tưởng rằng dòng tên là một dòng trí thức, nhưng không phải. Thật ra dòng tên là một dòng giúp người khác cầu nguyện, giúp người khác cầu nguyện, tức là giúp người tĩnh tâm. Thì cái tĩnh tâm ban đầu, cái linh thao ban đầu của dòng tên đó là 30 ngày liên tục, 30 ngày liên tục. Nhưng bây giờ thật ra là khó có người có thể có thời gian đó. Thì hiện nay các cha ở trung tâm linh thao ở Canada đó, ngài mới đưa ra được một cái đề nghị khá hay, đó là linh thao trong đời sống. Tức là họ sẽ linh thao không phải 30 ngày nữa mà có thể cả 6 tháng. Cứ một sáng sớm, cái người thao viên đó, tức là cái người muốn linh thao đó, đến gặp vị linh hướng, trình bày vấn đề nội tâm của mình với vị linh hướng. Vị linh hướng lắng nghe và bắt đầu đưa ra một cái gợi ý sống trong ngày và suy gẫm trong ngày. Và người đó bắt đầu đi làm, và cả ngày người đó sẽ suy gẫm và chiêm nghiệm cái điều đó trong công việc của mình, gọi là linh thao trong đời sống. Thì cái này nó là một trong những cái khá hay, nhưng mà ở Việt Nam mình hiện nay hình như cũng chưa có cha nào sẵn sàng làm cái việc đó hết á. Còn đối với giáo dân á, thì thường nhất các bạn sinh viên trẻ cũng cảm ơn các cha dòng tên ở Việt Nam trong 20 năm qua đó, các ngài đã kiên nhẫn cứ mùa hè là tổ chức quy tụ sinh viên lại.
thì thường các ngày tổ chức linh thao trong vòng 5 ngày ở Vũng Tàu, ở Đà Lạt, ở Cần Thơ, ở Hà Nội, ở Thái Bình và nhiều nơi, nói chung nơi nào mở đón nhận thì các ngài mời gọi sinh viên vùng đó đến. Và năm nay như vậy là cái kỳ linh thao cuối cùng vừa kết thúc cách đây vài hôm. Đây là một cái công trình lớn. Ngoài ra thì nếu mang tính cá nhân thì anh chị em có thể chọn một linh mục, một tu sĩ và thậm chí một giáo dân cũng được. Nhưng mà mình biết chắc rằng người đó có khả năng dẫn mình đến với Chúa. Thì cứ mỗi ngày hoặc là mỗi tuần mình có thể trao đổi với người đó một chút và người đó sẽ gợi lên một vài vấn đề và bắt đầu cả hai bên cùng tìm kiếm vấn đề. Nhưng mà cái chìa khóa để hai bên tìm kiếm, tại vì đa số là chúng ta bị sai là chúng ta tìm kiếm ý mình, tìm kiếm việc mình làm được, tìm kiếm điều mình muốn thành công. Nhưng mà cái đó thì nó không phải là linh thao. Linh thao tức là sắp xếp, hoặc là tĩnh tâm tức là sắp xếp lại đời sống cho nó đi trong đường lối của Chúa. Nên nói theo kiểu dòng tên đó, thì phải tìm kiếm vinh danh Chúa hơn. Còn nói theo kiểu dòng Chúa cụ thể đó là phải tìm kiếm ơn cứu độ Chúa Giang, không chỉ cho mình mà cho người khác. Ơn cứu độ Chúa Giang. Còn nói theo cái chung nhất của Kitô giáo đó, đâu là kế hoạch của Cha, đâu là ý định của Cha, đâu là điều của Cha phải được thực hiện. Đó thì cái đó là nó trên cái nhu cầu tìm kiếm của chúng ta. Thì lúc đó trí chúng ta, tâm chúng ta, cơ thể chúng ta và các cơ hội sống của chúng ta sẽ được sắp xếp lại trong một cái mạch xuyên suốt đó. Thì lúc đó xã hội sẽ được cứu. Đúng rồi. Xã hội ngày hôm nay các bạn trẻ thì dễ bị kích động bởi những cái chuyện bạo lực, rồi hay chạy theo cái sự hào nhoáng của giải trí, rồi của điện ảnh, của các ca sĩ Hàn Quốc chẳng hạn. Hay hôm qua mới có nghe nói một cái quán cà phê nào của Hàn Quốc mới mở tại Việt Nam đó, thì các bạn trẻ đó ồ ạt đến, rồi xếp hàng ngồi chờ để được vào và uống cà phê kiểu Hàn Quốc. Thì cái điều đó thì có nghĩa là một cái kỳ tịnh tâm hoặc là một cái khóa tịnh tâm nào đó cho các bạn trẻ, để các bạn trẻ có thể định hướng cho cuộc đời của mình thì rất là cần thiết. Thì theo hồi nãy giờ cha nói thì cha có thể là mở ra một cái gợi ý gì đó để cho các bạn trẻ, hoặc là nói chung vậy, hoặc là những con người có thể là đi vào trong cái tịnh tâm của cá nhân họ, nếu mà họ không có điều kiện, tịnh tâm của cá nhân họ để có thể họ nuôi dưỡng cái ý chí, rồi cái tâm của họ, để họ đừng có bị xáo động và bị cuốn hút theo những cái trào lưu của hiện đại. Cái thứ nhất á, cái điều cha Vũ đặt ra nó làm cho con thấy rằng là mọi người đều có cơ hội gặp gỡ Chúa một cách trực tiếp. Nhưng vấn đề là làm sao để mình có thể gặp gỡ Chúa mà không bị lừa phỉnh bởi ác thần, bởi thần dữ. Thì cái đó là cái quan trọng. Ở cái khởi đầu mà người bắt đầu tự mình tĩnh tâm á, thì nó không có vấn đề gì đâu. Nó chỉ là một cái tâm tình đạo đức mở ra cho Thiên Chúa rất là tốt. Nhưng mà khi mình bắt đầu đi sâu vào một vài cái gì đó mà tự mình á, thì nó có nguy cơ bị cám dỗ. Tức là ma quỷ nó sẽ đóng vai Thiên Chúa giả để nó lừa hoặc mình, và nó dắt mình đi đến một cái tình trạng tà linh chứ không phải tình trạng ân sủng. Thì phải chú ý cái đó. Do đó con vẫn đề nghị rằng là dù các bạn, dù anh chị em có tĩnh tâm riêng, nhưng hãy tìm cho mình một vị linh hướng để ít nhất hàng tuần hoặc là hàng tháng trao đổi với vị đó về cái hành trình tâm linh của mình, để vị đó có thể giúp mình phát hiện ra những cái bất thường về cái con đường thiêng liêng để giúp mình điều chỉnh ngay. Cái điểm thứ hai đó là về thời khắc, thì con nghĩ rằng là có thể chọn hoặc là sáng sớm hoặc là buổi tối, giờ nào cũng được, giờ nào cũng được. Mình dành một khoảng thời gian độ khoảng 15 phút. Đơn giản nhất là chúng ta theo lịch phụng vụ đi. Ngày hôm nay phụng vụ đọc lời Chúa này, chúng ta mở ra, chúng ta đọc lời Chúa độ khoảng 3 phút là xong nha. Rồi chúng ta lắng lại xem coi sau khi đọc xong còn điều gì làm chúng ta nhớ, điều gì làm chúng ta băn khoăn, thì cái điều đó có thể là điều mà Chúa muốn đối thoại với chúng ta
trong ngày hôm nay. Nếu cái điều đó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc quá, hãy khiêm tốn xin với Chúa rằng cho con được cái điều đó. Nếu điều đó khủng khiếp quá làm cho mình hoảng sợ, thì hãy nói Chúa, xin Chúa giữ gìn con khỏi điều đó. Giữ gìn con khỏi điều đó. Hoặc nếu thấy dấu hiệu như Chúa muốn ban thì xin Chúa ban từ từ thôi, để con có sức gánh lấy điều đó. Tức là tương quan mình với Chúa nó không phải là một cái tương quan vô hình nữa, mà tương quan hữu hình. Cho và nhận, Thiên Chúa cho và chúng ta nhận. Và lúc đó trong cái ngày sống của mình á, mình có thể tiếp tục trao đổi với Thiên Chúa khi đụng đến cái chuyện đó trong ngày sống. Và như vậy mình sống có Chúa trong giây phút hiện tại, trong từng nhịp sống của mình, chứ không chỉ lúc đi nhà thờ, không chỉ lúc cầu nguyện riêng. Và như vậy cả một ngày sống là mình đang tĩnh tâm, tức là đang sống với Chúa. Cảm ơn cha. Đó, các bạn vừa mới có thể là chúng ta có thể tìm cho mình một vị linh hướng, hoặc là có thể đến với một dòng tu nào đó như dòng tên, sẽ là có những cái khóa giúp cho linh thao. Hoặc nếu mà các bạn không có điều kiện để gặp một vị linh hướng để nghe những lời hướng dẫn của Ngài đi chẳng hạn đi, thì các bạn có thể tự mình sắp xếp một cái khoảng thời gian nào đó trong ngày để sống thân mật với Chúa qua việc đọc lời Chúa, hoặc là qua việc cầu nguyện, vân vân. Thì đó là những cái điều mà rất là bổ ích cho các bạn, cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn cha Lê Ngọc Thanh đã có một cái buổi chia sẻ về tĩnh tâm rất là thú vị. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi buổi hội luận của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại.